Dạ xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Vậy rồi hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có quay trở lại để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của chị Thủy ha. Hàng toàn thông chơi Tết được cô chú anh chị ha. Chơi Tết năm 2024 ghép giống siêu bông Sài Gòn nè, với lại một số giống khác nữa cô chú anh chị ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Thì trước mặt của cô chú anh chị mình đây là mặt hoa của giống dở siêu bông Sài Gòn tại vườn của chị Thủy cô chú anh chị ha. Thì em thấy mặt hoa đây nó cũng khá là to và rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Nè, cho anh chị mình thấy không? Đường kính bự hơn 4 ngón tay em luôn nha cô chú anh chị, bự hơn 4 ngón tay một xíu ha. Thì cái bông này cũng là bông gió thôi, nhưng mà bông thấy rất là chuẩn đó cô chú anh chị ha. Bông này thì nó được là 2 4 6 8 10 cánh nha cô chú anh chị ha. Bông này nó 10 cánh. Nó cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Đó, bông cũng khá là to nè, này bông gió thôi cô chú anh chị ha, chứ nụ còn nhiều lắm. Em thấy bông cũng khá là to và rất là đẹp rồi cô chú anh chị ha. Thì cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình đó ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip đi gặp luôn bà chủ, bà chủ chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi dạ rồi chào bà chủ ơi. Dạ, hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Hôm nay trở lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai, cái hàng này trung trung vừa vừa ha, tàn thông mình có không gian nhỏ nhỏ mình để rất là gọn, rất là đẹp luôn. Rồi. Đó. Cây đầu clip hôm nay thì em vào luôn với cô chú anh chị em gần xa mình là một cây siêu bông Sài Gòn. Rồi. Có mặt bông trên cây luôn cô chú anh chị ha. Đây, tiếp theo mã số là mã số 24 luôn nha cô chú anh chị. Rồi. 24C. Đó, bông trên cây nha cô chú anh chị ha. Đúng trên cây luôn. Đảm bảo chuẩn giống cho cô chú anh chị mình ha. Đó. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị ha. Rồi, nụ cực kỳ nhiều luôn cô chú anh chị ha. Nụ cực kỳ nhiều luôn cô chú anh chị ha. Chơi Tết thoải mái nha. Hàng này em bao nụ cho cô chú anh chị em mình chơi nha. Rồi. Hoành thân được là chỉ 14 à. Rồi. Chiều cao mình được là 82. Tán ngang mình được là 80. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 900 ngàn thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 25C. Rồi. 25C là một cây hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn cũng nói chung là khá luôn cô chú anh chị mình ha. Nó tàn đều nha, cúc hoa hồng ha cô chú anh chị ha. Cúc hoa hồng thì lúc gài nói chung là nó cũng có lên nụ rồi nè cô chú anh chị ha, nhưng mà nụ nhỏ nhỏ có về thôi nha. Đó cô chú anh chị mà nè, nè, nó nụ có vừa vừa thôi ha. Cái nụ to quá là có thể nó nở sớm nha. Tại vì hoa hồng nó rất là dễ nở cô chú anh chị. Rồi, thông số cây luôn nha bà chủ. Hoành thân được là 13. Rồi. Chiều cao là mình được là 76. Tán ngang là mình được là 79. Rồi. Rồi, một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 ngàn em bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số là 26C. Rồi. 26C. Siêu bông Sài Gòn nha bà chủ. Siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Đây là tàn quá đẹp luôn. Cái này vàng nốt nụ đồ nhiều lắm nha cô chú anh chị. Cây này nó kẹo luôn á. Này cái mà Tết này lãi nha, cái lớp nó thọ tổ thơm. Cô chú anh chị. Dán trực tàn thông. Củ đế nở vàng ôm. Rồi thông số bà chủ ơi. Bỏ là tứ diện luôn, đều lắm á cô chú anh chị. Hoành thân được 14. Rồi, cái này ghép khá nhiều bò nữa ha. Chiều cao là mình được 84. Rồi. Tán ngang là mình được 87. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 1 triệu nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 27C. Tiếp theo mã số 27C. À, 27C cũng là một cây siêu bông Sài Gòn đó nha cô chú anh chị. Cái này cái tàn khá ok luôn cô chú anh chị ha. Tàn tròn thông lên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Và nụ thì nói chung là khá là nhiều luôn cô chú anh chị nha. Nụ sáng nụ và nụ rất là nhiều ha. Nói chung thì bây giờ mình còn lá cô chú anh chị mình là mình nhìn không thể nào mà mình nhìn thấy được hết tất cả các nút nụ của nó nha. Nhưng mà bên đây riêng em nhìn ở đây là em thấy rất là rõ nè, rất là nhiều nụ nha. Hoành thân tại điểm này là mình được 19 nha. Rồi, hàng có đế nha.
chiều cao là 104. Tán ngang mình là được 90. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.100.000 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 28C. Rồi. 28C cũng là một cây siêu bông tàn thông nữa nha cô chú anh chị. Nó siêu bông Sài Gòn tàn thông. Rồi, tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Để thì bỏ bàn như ra như cái bàn tay nụ mình luôn cực kỳ nhiều cô luôn chị. Cô chú anh chị nha. Nè, đó. Hoành thân được 17 ạ. Hoành thân 17 ha. Đế nở ha. Chiều cao 104. Tán ngang là mình được 90. Rồi. Rồi cái này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 1.100.000 nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 29C ha. Rồi, tiếp theo mã số 29C cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Cái này cái tàn nó là ok luôn cô chú anh chị mà. Nút nụ à có ha. Nút nụ da hàng này. Nụ thì nói chung là bao ha, bao nụ hết nha cô chú anh chị. Nè, nụ cực kỳ nhiều nha. Đó. Rồi. Cho xin thông số luôn bà chú ơi. Hoành thân được 19. Rồi. Chiều cao mình được là 98. Tán ngang mình được 82. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1 triệu nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 30C. 30C, cây 30C cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi. Cây này có mặt hoa trên cây luôn cô chú anh chị ha. Nói chung là bông rất là đẹp nha cô chú anh chị, bông to lắm nha. Cái hàng siêu bông Sài Gòn này cô chú anh chị em mình yên tâm đi, hàng trời đẹp ơi, lắm. Nụ cực kỳ ha. Hoành thân được 18. Rồi, củ đế nở ha. Nụ quá trời nụ. Chiều ha. Cao 111. Tán ngang 90. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.200.000 em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 34C. Rồi. Ủa 31C nữa lộn. 31C cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Tàn khá ha. Một nụ rồi kìa. Vô nụ rồi. Hoành thân được 18. Đế cái nở cũ. Đế nở dưới này được 26. Chiều cao là được 97. Tán ngang mình được là 90. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1 triệu nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 32C. Rồi. 32C đây là một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn mà trong đây em có dặm trong đây hai nhánh bo cúc cam nha. Rồi. Siêu bông Sài Gòn mà cúc cam nữa cô chú anh chị ha. Đây nè cô chú anh chị ha, cúc cam á, cái mẫu lá nó nhìn khác đi. Lá nó nhìn mà cái gì vậy? Cái mỏng hơn cô chú anh chị ha. Nè, đây nhánh nè, hai nhánh bo cúc cam ha. Còn lại là siêu bông Sài Gòn thì nụ lên. Đó. Thấy ghiền chưa? Quá trời nụ ha. Hoành thân tại điểm này được 18. Rồi. Hoành dưới này là mình được 28. Rồi. Là có cái chậu đứng lên dừa luôn. Chiều cao mình được 137. Rồi. Tán ngang là mình được 85. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.500.000 em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 33C nha cô chú anh chị. Rồi. 33C là một cây cúc hoàng đế nha. Đó. Tàn thông đều, quá đẹp luôn. Tàn thông đẹp nha. Cái này lùng lực nha. Hoàng đế bông to lắm cô chú anh chị. Thấy đó, cái nụ nó không là đủ mê kìa cô chú anh chị. Nụ chản chản luôn cô chú anh chị ha. Thấy vậy chứ mà này nụ về mấy cái này nó nở bông chùm á cô chú anh chị. À, 4 đến 7 bông cô chú anh chị ha.
Hoành thân được 15. Rồi. Đậu cực kỳ chiều nhiều. Chiều cao là 79. Tán ngang là mình được 72. Rồi. Rồi một cây cúc hoàng đế này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 900 ngàn thôi nha. Rồi, cây này cuối clip luôn ha. À, rồi, cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay luôn ha. Thì em cũng xin cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa mình đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Và em mong rằng cô chú anh chị em mình cũng vẫn yêu thương và ủng hộ cho em nữa ha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong các clip trước cũng như clip này. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.